Xin kính chào quý vị và các bạn. Giáo sư Trần Quang Hải đã qua đời tại Pháp. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải đã qua đời tại Pháp ở tuổi 78. Giáo sư tiến sĩ âm nhạc Trần Quang Hải vừa qua đời vào rạng sáng ngày 29 tháng 12 năm 2021, trường thọ 78 tuổi. Nhiều năm nay, ông phải điều trị bệnh ung thư, nhưng vì bệnh tình quá nặng nên đã không qua khỏi. Giáo sư Trần Quang Hải sinh năm 1944 tại thành phố Hồ Chí Minh là hội duệ đời thứ 5 của nhạc sĩ Cung Đình Huế, Trần Quang Thọ. Bố ông là giáo sư tiến sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Trần Văn Khê. Vốn sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, ông đã sớm theo đuổi âm nhạc, tiếp nối con đường sự nghiệp của cha mình. Ông tốt nghiệp khoa violon trường âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn, sau đó tiếp tục sang Pháp học nâng cao. Ở Pháp, ông chuyển hướng nghiên cứu các loại nhạc cụ dân tộc khác nhau Ông đã tốt nghiệp với tấm bằng tiến sĩ âm nhạc dân tộc người Việt tại Pháp. Ông từng làm việc cho Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học tại Bảo tàng Con người Musée de l'Homme ở Paris. Nhạc sĩ Trần Quang Hải đã có nhiều công trình nghiên cứu đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc như hát đồng song thanh, phát triển gõ muống, phát triển kỹ thuật biểu diễn đàn môi. Các công trình nghiên cứu âm nhạc của ông đều gây được tiếng vang lớn, được các nhà nghiên cứu âm nhạc trong nước và thế giới đánh giá cao. Là người có nhiều sáng tác độc đáo với chiếc đàn muỗng, ông từng được đặt danh hiệu là vua muỗng sau khi chiến thắng một cuộc thi gõ trong khuôn khổ đại nhạc hội dân tộc tại Cambridge năm 1967. Ông từng biểu diễn gõ muỗng trong hơn 1.000 chương trình và được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục người trình diễn đàn môi tại nhiều quốc gia nhất thế giới vào năm 2012. Bên cạnh đó thì nhiều người yêu âm nhạc còn được biết đến ông với danh hiệu ông vua đàn môi. Ông kết hôn cùng nữ ca sĩ Bạch Yến vào năm 1978 tại Paris. Hai vợ chồng ông đã thực hiện hơn 3.000 buổi giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam ở 70 nước trên thế giới. Giáo sư, tiến sĩ Trần Quang Hải là người có đóng góp to lớn cho nền âm nhạc dân tộc. Ông được xem là chiếc cầu nối đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam lan tỏa khắp thế giới. Khi còn sống, ông từng tâm niệm lựa chọn tiếp nối con đường của cha đưa âm nhạc dân tộc ra thế giới là trọng trách thiêng liêng và ông quyết tâm thực hiện di nguyện của người cha mình trên đây là thông tin về giáo sư tiến sĩ trần quang hải trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem